Xin chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An quận 11. Hôm nay cô sẽ trình bày về nội dung ôn tập của kiểm tra giữa học kỳ 1 sắp đến. Phần kiểm tra giữa học kỳ với các nội dung như sau. Thứ nhất, bài 1, tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật. Ở bài này gồm có các nội dung sau. Thứ nhất về khổ giấy. À, chúng ta đã học có các loại khổ giấy như là A0. Với kích thước là 1189 nhân cho 841 mm và, và có muốn có từ A0 thì sẽ lấy chiều dài của A0 chia làm 2 để có được hai tờ A1. Với tương tự từ A1 cũng chia ra nhỏ để có được A2, A3 và A4. Kích thước nhỏ nhất của tờ giấy khổ giấy là A4 với kích thước là 297 nhân cho 210 đơn vị là mm. Phần thứ hai là phần nét vẽ. Có bốn loại nét vẽ. Thứ nhất, nét liền đậm với hình dạng với hình dạng như hình đó. Độ dày của nét liền, của nét liền đậm là 0,5 mm. Ứng dụng là để vẽ cạnh thấy, đường bao thấy. Thứ hai, nét liền mảnh. Độ dày của nét liền mảnh bằng liền đậm chia 2. Nếu liền đậm vẽ 0,5 mm thì liền mảnh chúng ta vẽ là 0,25 mm ứng dụng là vẽ đường kích thước, đường giống. Thứ ba, nét bức mảnh, hình dạng. Ứng dụng vẽ cạnh khuất, đường bao khuất. Thứ tư, nét gạch dài chấm mảnh, hình dạng. Ứng dụng vẽ đường tâm, luật đối xứng. Nội dung thứ ba, tỷ lệ bản vẽ. Có ba loại tỷ lệ, tỷ lệ thu nhỏ, ký hiệu là 1 chia 2, 1 chia 5, 1 chia 10, 1 chia 100. À, để làm sao biết được tỷ lệ thu nhỏ thì con sẽ ta lấy cái ký hiệu so sánh với số 1. Nếu nhỏ hơn 1 thì nó là tỷ lệ thu nhỏ. Trường hợp thứ hai tỷ lệ nguyên hình với ký hiệu ghi là 1 chia 1. Thứ ba tỷ lệ phóng to 2 chia 1, 3 chia 1, 4 chia 1, 5 chia 1. Và nếu so sánh cái ký hiệu với số 1 các em thấy lớn hơn 1 thì đây là tỷ lệ phóng to mời nhìn hình 1.1 đây là kích thước vật thể với chiều dài là 30 chiều rộng là 26 Và nếu yêu cầu em vẽ theo tỷ lệ 2.1 thì cái khối vật thể này em sẽ vẽ kích thước là bao nhiêu 2.1 thì tỷ lệ nó sẽ là tỷ lệ phóng to vậy các kích thước chúng ta đều nhân lên cho 2. À, nếu vật thể có kích thước là 30, 26, mà nhờ chúng ta vẽ với tỷ lệ 2 chia 1 là tỷ lệ phóng to gấp 2 lần so với vật thật, thì các em sẽ vẽ hai cái kích thước này chúng ta đều nhân cho 2. Vậy sẽ em sẽ vẽ cái hình là 60 và nhân cho 26 nhân 2 là 56. Và các kích thước đều được nhân cho 2. À, tuy nhiên khi mà chúng ta ghi kích thước thì ghi kích thước vẫn ghi là kích thước thật của vật thể không phụ thuộc vào tỷ lệ bản vẽ bài 2 trình hình chiếu vuông góc của khối hình học cơ bản ở bài này chúng ta cần nhớ các nội dung sau thứ nhất nhớ về các mặt phẳng hình chiếu ở đây có 3 mặt phẳng hình chiếu hình màu xanh lá là mặt phẳng hình chiếu đứng vị trí là mặt phẳng chính diện hình màu vàng là mặt phẳng hình chiếu bằng vị trí là nằm ngang hình màu hồng là mặt phẳng hình chiếu cạnh là mặt mặt cạnh bên phải Điều nội dung thứ hai là các hình chiếu thì ở đây có ba hình chiếu hình màu đỏ ký hiệu chữ a là hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới. Tiếp theo, hình màu xanh viết ký hiệu là chữ B nằm trên mặt phẳng màu vàng. Đây là hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống. Hình màu hình hình chiếu C là hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang. Bố trí các hình chiếu Ba hình chiếu A, B, C nằm trên ba mặt phẳng chiếu. Sau khi mở ba mặt phẳng hình chiếu ra thì các em thấy hình chiếu A là hình chiếu đứng được đặt ở vị trí là góc trái bên góc bên trái bản vẽ. Hình B màu xanh, đây là hình chiếu bằng, vị trí đặt là nằm bên dưới hình chiếu đứng. Hình C là hình chiếu cạnh, vị trí đặt ở bên trái hình chiếu đứng. Tìm hiểu về hình chiếu vuông góc của khối hình hộp chữ nhật. Nhìn từ trước tới, hình chiếu đứng nhìn từ trước tới, em sẽ thấy được hình chữ nhật màu xanh với kích thước là a và h. Hình chiếu bằng nhìn từ trên xuống, em sẽ thấy được hình chữ nhật màu xanh lá kích thước là a và b. Hình chiếu cạnh nhìn từ trái sang, em thấy được hình chữ nhật màu vàng với kích thước là b và h. Vậy thì làm sao để vẽ ba hình chiếu này? Hình th... đầu tiên trong ba hình chiếu, em sẽ vẽ hình chiếu đứng trước với kích thước a và h. Sau khi vẽ được hình chiếu đứng, và các cạnh này đều là cạnh thấy nên chúng ta sẽ vẽ là nét liền đậm. Sau khi vẽ được hình chiếu đứng, tiếp theo sẽ vẽ hình chiếu bằng. Chúng ta giống thước. Từ hình chiếu đứng, giống thước kéo xuống, vẽ hai đường giống để xác định được chiều dài của hình chiếu bằng. Các em trừ khoảng cách từ chiếu đứng xuống chiếu bằng khoảng cách bao nhiêu ô? 2 ô, cô ví dụ ở đây chúng ta lập trừ 2 ô. À, đã có được chiều dài của hình chiếu bằng, các em lấy kích thước B. À, vậy thì chúng ta đã vẽ được hình chữ nhật hình chiếu bằng với kích thước là A và B. Lưu ý, A của hình chiếu bằng phải xác định từ hình chiếu đứng. Tiếp theo, vẽ hình chiếu cạnh. Từ chiếu đứng vẽ hai đường giống để xác định được chiều cao của hình chiếu cạnh. Hình chiếu cạnh để xác định được kích thước thứ hai phải nhờ vào tia phụ 45 độ. Chúng ta vẽ tia phụ 45 độ như trên ba boy và kem giống thước. Vẽ đường giống cắt với đường phụ tiếp theo vẽ vuông góc lên kéo vuông góc lên để vuông góc với hai đường giống phía trên tương tự với hình bên dưới là các em đã xác định được hình chiếu cạnh vậy thì hình chiếu cạnh với kích thước là b và h h kích thước h của hình chiếu cạnh nhờ vào hình chiếu đứng để xác định kích thước b của hình chiếu cạnh vẽ được là phải dựa vào b của hình chiếu bằng và sau khi vẽ hình xong, các em lưu ý chúng ta thấy rằng hình chiếu đứng và hình chiếu bằng có chung một kích thước A. Chiếu đứng, chiếu cạnh chung một kích thước là H. Chiếu cạnh, chiếu bằng chung một kích thước là B. Các kích thước giống nhau, các em phải vẽ như nhau. Và sau khi vẽ đúng phương pháp tia phụ 45 độ này và áp dụng vẽ hơi tia giống, đường giống, thì em sẽ thấy khoảng cách từ chiếu đứng sang chiếu bằng bằng với khoảng cách từ chiếu đứng đến hình chiếu cạnh và chúng ta phải lưu ý phần này để áp dụng vẽ ba hình chiếu của các hình khác: Phần hình chiếu vuông góc của khối tròn xoay: ở đây khối tròn xoay có ba khối hình trụ, hình nón và hình cầu đối với khối hình trụ để tạo thành khối hình trụ thì chúng ta sẽ quay hình chữ nhật quanh một cạnh cố định thì có được hình trụ tiếp theo hình b khi quay hình tam giác vuông quanh một cạnh cố định thì có được hình nón hình c là hình cầu thì quay nửa hình tròn quanh góc cạnh cố định ta được hình cầu có những vật dụng nào xung quanh các em có dạng là hình cầu đó là trái banh hoặc là quả địa cầu. Đây là vật dụng có dạng là hình cầu. Còn đối với hình nón thì nó giống với cái nón lá hoặc là cái nón đội sinh nhật. ha Tìm hiểu về hình chiếu của hình trụ. Hình trụ có đáy đặt song song với, ở trường hợp với hình 2.10 nè, hình A, thì đây là trường hợp mà hình trụ có đáy đặt song song với mặt phẳng hình chiếu bằng. Do đó hình chiếu đứng em thấy được sẽ là có hình dạng là hình chữ nhật, kích thước là D và H. Hình chiếu bằng nhìn từ trên xuống thì em sẽ thấy được cái đáy. Đáy là hình tròn, kích thước là D. D là đường kính, H là chiều cao. Hình cầu thì ba hình chiếu của nó đều là hình tròn kích thước là D. Vậy thì nếu trường hợp đặt hình trụ có đáy đặt song song với mặt phẳng hình chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh có hình dạng là hình gì? Đáy song song với mặt phẳng hình chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh sẽ chính là cái đáy. Đáy là hình tròn. Tiếp theo bài 3, bản vẽ chi tiết. Ở bài này chúng ta cần nhớ các nội dung là nội dung bản vẽ chi tiết có 4 nội dung khung tên, hình biểu diễn, kích thước và yêu cầu kỹ thuật. Nội dung tiếp theo, trình tự đọc bản vẽ chi tiết. Trình tự đọc có 4 bước. Thứ nhất, đọc khung tên. Trả lời câu hỏi là cho biết tên gọi chi tiết, vật liệu chế tạo, tỷ lệ bản vẽ. Bước thứ hai đọc hình biểu diễn. Trả lời câu hỏi tên gọi các hình chiếu. Bước thứ ba kích thước. Xác định kích thước chung, kích thước các bộ phận Thứ tư, yêu cầu kỹ thuật. Trả lời là câu hỏi yêu cầu về gia công, yêu cầu về xử lý bề mặt. Bài 5. Bản vẽ lắp. Ở nội dung này, bản vẽ lắp nội dung gồm có các nội dung, khung tên, bản kê, hình biểu diễn, kích thước. Trình tự đọc bản vẽ lắp có 6 bước. Bước nhất, khung tên, thứ hai bảng kê thứ ba hình biểu diễn thứ tư kích thước thứ năm phân tích chi tiết cuối cùng tổng hợp về phần bài tập các em sẽ làm bài tập ở phần ôn tập chủ đề 1, trang 30, 31, sách giáo khoa. Ở đây cô sẽ nói về một câu, đó là câu 3. Cho hình chiếu A và B hãy đánh dấu x vào bảng để chỉ sự tương quan giữa các khối và các hình chiếu của chúng. Các khối ở đây gồm có gợi ý là khối hình hộp, hình trụ, hình bán cầu. Hình, hình lưu ý hình bán cầu là cắt một nửa hình cầu ra đó các em. Hình cầu hay cắt một nửa ra thì người ta gọi là bán cầu. Tiếp theo là hình nón. Vậy thì các em phải nhìn coi hình chiếu hình chiếu đứng của nó là hình gì hình chiếu bằng nó là hình gì thì nó là khối gì ở đây nhìn khối a nè hình khối a hình chiếu đứng là nửa hình tròn hình chiếu bằng của nó là một hình tròn vậy nó sẽ là khối hình gì hình bán cầu tiếp theo khối b hình chiếu đứng là một hình chữ nhật hình chiếu bằng của nó là hình tròn hình tròn mà cái hồng bị đất nước nét nét á. thì đây sẽ là khối hình trụ vật thể C hình chiếu đứng là hình chữ nhật hình chiếu bằng là hình vuông vậy nó sẽ là khối hình gì khối nào mà có ba hình chiếu đều là hình chữ nhật nó sẽ là khối hình hợp tiếp theo vật thể D khối D, hình D với hình chiếu đứng là hình tam giác cân. Hình chiếu bằng của nó là một hình tròn. Vậy nó chắc chắn phải là khối tròn xoay. Khối tròn xoay ở đây có 3 lựa chọn thôi. Ở đây có các lựa chọn của em đó là hình trụ, hình nón và hình bán cầu. Thì đây là hình hình nón, khối vật thể D chính là hình nón. Tiếp theo khối A. Khối E. Hình chiếu đứng của nó là hình chữ nhật. Hình chiếu bằng là hình vuông. Vậy thì khối gì mà có ba hình chiếu đều là hình chữ nhật? Nó sẽ là khối hình hợp. E là khối hình hợp. Cuối cùng, hình G. Hình chiếu đứng là hình chữ nhật. Hình chiếu bằng của nó là hình tròn. Vậy thì khối nào mà có một hình chiếu đứng là hình chữ nhật, hình chiếu bằng là hình tròn. Đây là khối tròn xoay. ha Khối tròn xoay ở đây cụ thể đó chính là hình trụ. Cô vừa trình bày xong các nội dung mà các em ôn tập để chuẩn bị cho phần kiểm tra giữa kỳ sắp đến. Chúc các em sẽ làm bài thật tốt, đạt điểm cao. Cô chào các em.